thử. Thái viết cho thiên sứ của Hòa Thánh Thyatira. So going back to the letter of Thyatira that we're studying to this morning, let's take a look at the recipient of this letter. It says, to the angel of the church in Thyatira. Như vậy, một lần nữa, khi nói về thiên sứ của Hòa Thánh Thyatira chỉ về các thánh đồ, chỉ về Hội Thánh Chúa lúc bây giờ và chỉ về các Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay. So the recipient is not only the church at that time located in Thyatira, but also all churches to this day. Rồi chúng ta đi đến phần thứ gì là đấng gửi thư. Đấng gửi thư thì khác với là thư gửi cho Hội Thánh Ephesio, Hội Thánh Smyrna hay là Hội Thánh Bẹt Găng. Thì đấng gửi thư tự xưng là con Đức Chúa Trời và đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. So the sender of the letter to the church, to the angel of the church in Thyatira is described a little bit differently than in the previous churches. He is described as the Son of God with eyes like blazing fire and feet like fine bronze. Như vậy chúng ta thấy đấng gửi thư được mô tả là con Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Bởi vì họ hội thánh ở tại Thyatira bị ảnh hưởng bởi thần Apollo. Và thần Apollo là mặt trăng. Bây giờ ở đây con Đức Chúa Trời Chúa Sư muốn cho con dân Chúa biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời. So the a unique thing about this introduction of the sender is that it says that he is the Son of God, and it's a very important point, especially for this church in Thyatira, because they were very proud of the fact that their city was the city of Apollos, who was not only the son of the head god in Greek, but also the god of the sun. So they kind of a play on words here. And the letter is introduced, and the sender is the Son of God. Và mô tả con Chúa Trời như thế nào? Mặc áo giáp sáng, giống giống như thứ kim loại đã được tinh luyện từ những lò luyện kim trong thành phố. So we can look at the introduction of the Son of God here and how he compares to Apollos in his description. Nhưng mà xem có ai làm nghề thợ bạc ở đây không ạ? Bán vàng và làm nghề thợ bạc. Is anybody here a jeweler or somebody who knows much about jewelry? Tôi đã học nghề thợ bạc 3 năm ở Việt Nam và 3 năm ở Canada, tổng cộng 6 năm. Tôi có thể làm nhẫn, có thể làm dây chuyền, có thể làm đắt được. I studied to be a jeweler in Vietnam for 3 years and in Canada for 3 years, so I have experience making a jewelry. Và những hình ảnh này tôi rất là quen thuộc. Và mỗi lần về Canada thì tôi thăm những người trong đại gia đình tôi cũng làm nghề thợ bạc trong hình ảnh này. So these images are things that I'm very familiar with, and every time I return to Canada, I visit my relatives who are continuing to be jewelers, and they are very familiar with these kind of images. Tuần vừa qua tôi đến thăm một người bà con cô cậu của tôi làm nghề thợ bạc và anh kể cho tôi nghe câu chuyện này đặc biệt lắm. When I returned to Canada this past week, I visited a relative and he told me this story. Anh nói rằng là bên cạnh làm nghề thợ bạc, anh còn làm một việc nữa là anh đi mua những cái bột mà người ta dùa vàng nó rơi xuống đó, những cái bột đó nó bị đen, nó nằm ở trong nước đó, anh đi collect mua những cái thứ đó hết tại bên tên chỗ nào bán rẻ anh mua. So not only is he a jeweler, but he also has been buying, purchasing the dust that the gold dust that from other jewelers when they grind into the sharpened whatever the rings, then dust falls off from it and he purchases it. Và khi được cái khoản ở trong cái hũ gỗ to như vậy đó, nó bột đen đó, thì anh để trong một cái nồi anh nấu gọi là phân kim, anh nấu từ một tuần lễ đến 10 ngày, đôi khi nhiều là 2 tuần. And he collects all this dust and it's like black and not really shiny or anything, and he puts it on a stove to refine it for at least a week, sometimes 2 weeks. Và cứ làm như được như vậy đến khi từ cái bột đó nó trở thành một cái khúc vàng dài các bạn chị. And from that dust and that refining process, he's able to have a bar of gold. Và cái khúc vàng dài đó là một ounce trị giá là $1,300. And that
the little bar there is 1 ounce, it's over $1,000. Chúng ta biết là tiếng Việt một lượng á thì nó không là 1 ounce, nó cần thêm 200 để mới cộng lại là một lượng. Thì chúng ta thấy là cái vàng này, anh nói rằng khi mà đem cho người ta thử nghiệm á thì nó hiện lên 3 con số 9, 9, 9, 9. And when he brings this gold bar to be tested, it's like 99.9%. Có nghĩa là vàng tinh khiết. So it's very pure. Không thể nào lầm lẫn là vàng giả được. It cannot be confused with fake gold. Và anh nói rằng chẳng những anh làm công việc này và khi có được nhiều như vậy mà Chúa cho, nó make money dễ quá và anh dùng số tiền để mà dâng cho công tác truyền giảng. And he says that this way of making money and purchasing this gold dust to make it into these bars is so easy and profitable, and he uses the money to contribute to missions. Và khi về Việt Nam anh cũng làm việc này, anh đi tìm cái nơi mà người Thợ Bạc làm và họ có ít cách để phân kiêm nấu như vậy đó, mua một số tiền rất là rẻ rồi anh ngồi nấu phân kiêm. Khoảng sau 2 tuần có thể có được từ 10.000 đến 20.000 dễ dàng. And he does this also when he returns back to Vietnam, because a lot of the jewelers there, they don't know what to do with the gold dust, so he purchases them and he refines them and he sells them, and oftentimes it's $10,000 to $14,000. Và thưa quý mạnh chị, tôi nhìn hình ảnh này tôi thấy chúng ta một cuộc đời bước theo Chúa cũng giống như vậy. Nó ở trong cái vũng bùn ô nhơ đen tối như vậy, cho đến khi chúng ta nhờ Chúa biến đổi chúng ta, Chúa luyện lọc chúng ta, theo thời gian chúng ta được trở nên tinh khiết trong sạch trước mặt Chúa. And this process reminds me of our lives in this world, where you know we live in a world of sin and immorality, and it's through Jesus that refines us, that we become pure. Vì thế một cuộc đời tin theo Chúa nó sẽ trở thành giá trị vô cùng, cho dù trước đó mình đã có một quá khứ tội lỗi như thế nào, nhưng mà được Chúa tinh luyện, Chúa luyện lọc theo thời gian để trở nên trong sạch và chuyên dụng. So regardless of how immoral or impure a person's past is, when God has them in His hands, then He can refine them and He can make them pure and righteous. Người Việt Nam có một câu nói như vậy: dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông. The Vietnamese have a saying: use fire to test gold, use gold to test women, use women to test men. Very good. Tôi nhận được Messi họ gửi đến 2 cái cạc này và tôi thấy nó khác biệt một điều. Trong một tuần trước họ gửi tên tôi á thì họ nói là bạn mua được 30 thì được $10 ốp. Mà họ gửi đến nhà tôi á, bạn mua 40 thì được $15. So I received these coupons in the mail, and the one that they sent to me was buy 30 get $10 off, but for my wife it was buy 40 get $15 off. Tôi suy nghĩ, tại sao người nữ lại cái số tiền mua nó phải cao hơn? I wonder why it is that for women the required purchase price is a lot higher. Hình như là người nữ thích đi shopping phải không? Because maybe women like to go shopping. Shopping nhiều, cho nên cần phải mua nhiều. They shop more, so they buy more. Và xin Chúa nhắc nhở chúng ta để cho chúng ta biết cái giá trị thật sự là chỗ nào trong đời sống chúng ta khi theo Chúa. So let us come to God and that we know our value and our worth. Có một cặp vợ chồng sống một thời gian với nhau, người chồng thường thích mua hộp xoàn tặng cho vợ của mình. There was a couple, and the husband enjoyed buying diamonds for his wife. Nhưng rồi một thời gian trôi qua, họ xung đột rồi họ không thể tiếp tục sống với nhau được, cho nên họ chia tay. But after a while, they came to the conclusion that they couldn't live with each other anymore, so they separated. Người vợ giận quá, cho nên tất cả dây chuyền có hộp xoàn, nhẫn hộp xoàn, cái gì mà có cái hộp xoàn thì nó trả lại chồng cho mình. The wife was so angry at the husband that she returned all of the diamonds that he had purchased over the years. Nhưng mà người chồng thẳng nhiên nói là không sao, em cứ giữ, bởi vì đó là hộp xoàn giả. I would say, oh no, just keep it, because those are fake anyways. Người vợ đeo những hộp xoàn không biết đó là thật hay giả, đến khi người chồng nói là đó là giả. She wore all this jewelry throughout all these years, and she didn't realize that it was fake until he told her. Mà cha nghĩ rằng
Thật hay giả? So are these flowers real or are they fake? Thật hay giả? Thật cái smell. Nếu tôi để gần đây ở Hoàng Giang có thấy nó khác biệt nhiều không? If I put it in this here, would you see it any differently? Các bạn cũng giống nhau. The color is the same. Nhưng mà cái khác biệt giữa cái nhánh hoa này với cái cây đó là ở đây nó mất cái rễ rồi. Nó không thể sống lâu được. But the difference is the flower, the bouquet, it doesn't have roots, it won't survive for very long. Cái cây đó, cái lá đó, nó sẽ tiếp tục sống được bởi vì nó có cái rễ và được tưới nước. The plant there will live a long time because it has roots and it's alive and it will be watered. Một đời sống trong Chúa phải có gốc rễ để được vun sới và có nước để được sống. Life in Christ, life in God has to have roots and water to thrive and to survive. Ở đây chúng ta tiếp tục thì chúng ta thấy có điều thứ ba, điều đáng khen mà Chúa khen hội thánh ở tại Thyatira, đó là yêu thương, đức tin, phục vụ và nhẫn nại. So in Revelation 2:19, there are certain things that Jesus praised the church of Thyatira about, and that was their love, faith, service, and perseverance. Nhưng mà chúng ta thấy yêu thương, đức tin, phục vụ và nhẫn nại là những cái nét rất đặc biệt mà hội thánh Chúa ngày hôm nay cũng cần, chúng ta cũng cần. These are all things, the qualities that are very unique, but also that every church needs. Bây giờ trở lại cái cây nó có gốc và nó có ngọn. Thường thường á, người ta sẽ nhìn thấy cái ngọn là cái lá đó, như là yêu thương. So the phục vụ. Returning to the bouquet, we see the flowers here. It's the leaves and the flowers is like the love and service. Nhưng mà cái gốc đó là cái gì? But what is the root? Cái gốc đó là có thể cái chuyện kiên nhẫn, nhẫn nại hay là cái chuyện đức tin nó nằm ở dưới. The root is faith. Điều gì để giúp cho một người có thể tiếp tục hết lòng kính yêu Chúa, hết lòng yêu thương những người anh chị em? Bởi vì nhờ cái lòng tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn, tin rằng người đó sẽ được Chúa thăm viếng, người đó sẽ thay đổi và có sự nhẫn nại để nhìn thấy điều đó trong một người. What is it that keeps a person's love and service and perseverance is the faith that they have in God. Khi nói đến vấn đề chân lý và tà giáo là những điều trong đoạn kinh văn này phải nói là